Tôi là một thằng bán đồ. Men. Những khoảnh khắc điên rồ được biểu hiện qua cảm xúc. Tôi là người luôn mang tới xui xẻo. Nuốt nước mắt để tôi nhìn con mà tôi sống. Tôi là nỗi thất vọng của người hâm mộ. Giấc mơ huy chương vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam lại dang dở. Tôi là gánh nặng của đội bóng. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Tôi phạm lỗi ngớ ngẩn không ai ngờ tới. Sai lầm của trường gắn liền với những thị phi. Đừng bằng tính trường bán độ. Tôi có thể xuất thần tỏa sáng khi không ai trông chờ.